Xin chào anh chị. Thì hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một mẫu nữa là mẫu kính Solex, hàng này hàng của Pháp. Gọng được bọc đồi mồi. Rất là đẹp, lớp mạ còn khá là đẹp. Hàng này là hàng chính hãng. Nó sản xuất theo kiểu dáng kính Solex ngày xưa. Cái lớp mạ còn khá là đẹp. Mắt là mắt kính anh chị nhé. Các anh chị nhìn cái lớp mạ của kính. Rất là đẹp. Gọng bọc đồi mồi. Cái này thì anh chị đeo kể cả có mồ hôi nhiều cũng thoải mái, bởi gọng bọc đồi mồi đấy rất là bền. Lớp mạ này cũng rất là bền. Bên em giao hàng thu tiền tận nơi trên toàn quốc. Anh chị không cần đặt cọc, nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, cam kết đúng như video bên em quay thì anh chị trả tiền anh chị nhé. Để liên hệ đặt hàng thì anh chị vui lòng nhắn tin qua Zalo 0902277552 giúp em để bên em hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn.